Vừa rồi đó chính là những hình ảnh của một trong những loài chim thuộc họ hồng hoàng đang sinh sống ở trên thế giới. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Và đến với video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi khám phá về những loài chim thuộc họ chim hồng hoàng. Đây là một loài chim có thân hình và chiếc mỏ rất to lớn. Ngoài ra thì chúng còn có giá trị nguồn gen và thẩm mỹ rất cao. Vậy nên đa phần những loài chim thuộc họ này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo mình tìm hiểu được thì ở trên thế giới có xuất hiện khoảng 57 loài, trong đó tại Việt Nam chỉ có 7 loài cơ bản thôi. Vậy nên là mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về một số loài nữa trên thế giới nhé. Và đây là sơ đồ của những loài chim thuộc họ chim hồng hoàng. Đứng đầu chính là tên khoa học của loài này, sau đó các phân nhánh nhỏ ra thì là những cái dòng họ nhỏ và chi nhỏ hơn. Và trước khi đi vào vấn đề chính thì các bạn đừng quên là ủng hộ mình bằng cách ấn nút like cũng như là đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn nhớ đề xuất cho mình những cái loài chim mà các bạn muốn khám phá để mình có thêm những động lực ra thật nhiều video kế tiếp nhé. Ngay sau đây sẽ là 7 loài chim hồng hoàng đang sinh sống tại Việt Nam và mình sẽ giới thiệu 5 loài nổi bật đang sinh sống ở trên thế giới. Đứng thứ nhất đó là cao cát bụng trắng. Đây là một loài chim có chiều dài cơ thể khoảng 68 cm, kích thước cơ thể nhỏ hơn so với các loài chim cùng họ. Nhìn chung thì chúng có bộ lông màu đen và trắng. Ngoài ra thì ở phần bụng, mép và các lông cánh, hai bên má và mút các lông đuôi ngoài cùng có màu trắng. Mỏ ngà và phần mũ mỏ lớn có đốm màu đen. Khi đuôi của chúng xếp lại thì nhìn từ phía dưới, toàn bộ mút lông đuôi thì có màu trắng. Đây là một loài chim được phân bố ở khắp vùng trên cả nước. Chúng là một loài chim sống định cư, sống phổ biến, nhưng số lượng hiện nay đang bị giảm sút khá nhiều do bị mất môi trường sống và bị săn bắn. Và chúng thường được phân bố ở độ cao khoảng từ 1.400 m. Là một loài chim thường sống trong các khu rừng thường xanh, rừng nguyên sinh và thứ sinh, rừng hôn giao và cây rụng lá. Mùa sinh sản của loài chim này khoảng từ tháng 1 đến tháng 6, tổ trong hốc cây và đẻ từ 1 đến 3 quả trứng. Đứng thứ hai đó là cao cát đen. Đây là một loài chim sở hữu cho mình một bộ lông đen toàn thân với chiều dài cơ thể khoảng từ 60 đến 65 cm. Đối với chim mái thì có phần nhỏ hơn chim đực. Miếng da trần quanh mắt thì có màu vàng, hơi có màu hồng. Và phần mỏ của chim mái thì có màu đen. Còn đối với chim đực thì mỏ có màu vàng nhạt. Và chúng cũng sở hữu cho mình một bộ lông đen toàn thân. Nổi bật là chiếc sừng khá lớn trên mỏ. Ở trên thế giới thì loài này sinh sống chủ yếu khu vực châu Á, ví dụ như là Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và ở Việt Nam. Chúng thường cư trú ở các khu rừng thường xanh đất thấp và ở độ cao khoảng dưới 200 m. Thức ăn chủ yếu ngoài tự nhiên của loài chim này đó là các loại trái cây, nhưng cũng có khi là các loại châu chấu, cào cào nhỏ, các loại bò sát và lưỡng cư. Và đôi khi chúng cũng bắt cả những con rơi nữa. Nhìn chung thức ăn của loài chim này đó là các loại thô và xanh và thường kiếm ăn ở dưới tán rừng. Đứng thứ ba đó là hồng hoàng. Chúng sở hữu cho mình một chiều dài cơ thể khoảng 119 cm. Và đây là loài chim lớn nhất trong họ hồng hoàng ở Việt Nam. Đặc điểm nhận dạng của loài chim này đó là phần đầu màu đen, cổ và bụng có màu trắng. Phần giữa cánh và mút cánh có màu trắng. Trên đuôi có rải rộng màu đen trông rất nổi bật. Ngoài ra thì chúng còn sở hữu cho mình một chiếc mỏ lớn có màu vàng. Và phần mũ mỏ lớn, miếng da trần quanh mắt có màu đỏ. Phần chân có màu xám, ở chim mái thì có phần nhỏ hơn chim đực và phần mỏ cũng nhỏ hơn. Là một loài chim phân bố hầu hết ở trong các vùng trên cả nước, gặp trên độ cao khoảng từ 1.500 m. Và đây là một loài chim sống định cư. Số lượng đang giảm dần nghiêm trọng do bị mất môi trường sống và bị săn bắn. Và đã trở nên hiếm dần trong các vùng phân bố. Chúng thường sống trong các khu rừng thường xanh nguyên sinh và tứ sinh. Rừng hôn giao với các loài cây rụng lá, sinh sản từ khoảng tháng 1 đến tháng 8 và làm tổ trong các hốc cây, đẻ từ 1 đến 3 quả trứng. Đây là một loài chim đại diện và cũng có thể coi là nổi bật nhất trong họ chim hồng hoàng. Đứng thứ tư đó là niệc nâu. Là một loài chim có chiều dài cơ thể khoảng 74 cm. Chim trưởng thành có kích thước nhỏ hơn với các loài chim cùng họ. Với bộ lông nhìn chung thì có màu nâu đến màu nâu tối, phần họng có màu trắng, lông đuôi và lông cánh sơ cấp thì có mút lông trắng. Ngoài ra thì ở phần cằm, hai bên cổ, trước cổ và trên ngực trắng, phớt hung. Ở chim đực thì có phần mỏ nâu vàng, còn ở chim mái thì có màu nâu. Đặc biệt chúng sở hữu cho mình một chiếc mũ khá nhỏ. Phần da vòng quanh mắt thì có màu xanh lam, chim non giống như chim cái nhưng phần dưới cơ thể có màu nâu xám sẫm, phần mút lông cánh không có màu trắng.
là một loài chim phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, độ cao phân bố khoảng từ 1.500m và chúng thường là một loài chim sống định cư, không phổ biến. Thường sống trong các khu rừng thường xanh nguyên sinh và thứ sinh, rừng rụng lá và nửa rụng lá và rừng hỗn giao. Ngoài ra vào mùa sinh sản, chúng thường làm tổ vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 6, tổ làm trong các hộp cây và đẻ từ 2 đến 5 quả trứng. Đường thứ 5 đó là niệc đầu trắng, là một loài chim có chiều dài cơ thể khoảng từ 83 đến 102cm và có cân nặng khoảng từ 1,3 đến 1,5kg. Ở loài chim này thì chim mái lớn hơn chim trống, với bộ lông chủ đạo là màu đen và trắng, phần đầu, cổ, ức và phần đuôi thì có màu trắng, trong khi phần còn lại của bộ lông thì có màu đen. Chúng có một chỏm lông đầu màu trắng dựng lên như một chiếc mào. Ngoài ra thì ở phần giữa mắt và trên cổ họng có một lớp da trần màu xanh sẫm, phần mỏ chủ yếu có màu đen với cuống màu vàng. Ở chim mái thì có lông cổ và lông ở hông màu đen. Thức ăn chủ yếu của loài chim này đó là các loại trái cây, than lằn, động vật chân khớp và ấu trùng. Ngoài ra chúng còn được phổ biến ở một số nước ở Đông Dương và Tây Nam của Thái Lan, Malaysia, Borneo và Sumatra. Ở Việt Nam thì loài chim này mới phát hiện ở khu vực tỉnh Quảng Trị, đó là Cam Lộ, ở năm 1923. Đứng thứ 6 đó là niệc cổ hung, là một loài chim nhìn chung có bộ lông màu hung và đen, phần mút lông cánh và nửa cuối đuôi thì có màu trắng. Ở chim trống thì có phần mỏ màu vàng, không có mũ trên mỏ và túi cổ màu đỏ. Ngoài ra thì ở phần đầu, cổ và ngực có màu hung đỏ, bụng có màu hoa rẻ. Còn ở chim mái thì ở phần đầu, cổ và phần trên cơ thể thì có màu đen, phần da mặt thì có màu xanh nhạt. Chúng là một loài chim được phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, từ khu vực Lai Châu, Mường Muôn, Lào Cai, dãy núi Hoàng Liên Sơn, Sapa và phần Bắc Trung Bộ, đó là ở Nghệ An, khu vực Bù Mát. Chúng là một loài chim sống định cư, số lượng rất hiếm và còn ít. Sinh cảnh sống chủ yếu của loài chim này đó là các khu rừng thường xanh trên độ cao khoảng từ 600 đến 1.800 mét và sinh sản trong từ tháng 2 đến tháng 3, làm tổ trên các hộp cây và đẻ từ 1 đến 2 quả trứng. Đứng thứ 7 đó là niệc mỏ vằn, với chiều dài cơ thể khoảng từ 100 đến 115cm. Ở loài chim này thì phần gốc mỏ có vằn rất rõ. Đối với chim trống thì từ hai bên đỉnh đầu xuống cổ và phần trước ngực thì có màu vàng nhạt, phần cổ có bìu đồng màu, đỉnh đầu có màu tím thẫm, còn lại của bộ lông thì có màu đen, phần da quanh mắt có màu đỏ nhạt. Còn đối với chim mái thì những chỗ có màu vàng ở chim đực thì thay bằng màu đen, kể cả phần đỉnh đầu, riêng bìu cổ thì có màu xanh thẫm. Chúng là một loài chim được phân bố từ Bắc Trung Bộ đến Nam Bộ, gặp ở rất nhiều nơi. Đây là một loài chim sống định cư, không phổ biến, có thể gặp đi theo đàn ở vườn quốc gia Cát Tiên. Thường gặp loài chim này lên đến độ cao khoảng từ 1.800m và làm tổ từ tháng 2 đến tháng 8, đẻ từ 1 đến 3 quả trứng. Đứng thứ 8 đó là mỏ sừng đầu đỏ. Chúng sở hữu cho mình một chiếc mỏ khá to và phần sừng lớn trên đầu. Ở phần mỏ này thì đôi khi có màu cam đến màu cam nhạt. Ở phần quanh mắt, trên đỉnh đầu, phần lưng và bụng dưới thì có màu đen. Ở phần lưng thì có thể là màu đen hung. Ngoài ra thì ở phần sau gáy và trước ngực thì có màu cam nâu trông rất nổi bật. Đây là một loài chim đặc hữu của khu vực Philippines, nơi chúng xuất hiện ở các khu rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và bị xáo trộn trên khoảng 11 hòn đảo. Ngoài ra thì loài này vẫn còn phân bố ở một số địa phương, đặc biệt là ở Sierra Madre của Luzon. Nhưng hiện nay thì chúng đang bị săn bắn nặng nề và bị mất môi trường sống. Và đây là một loài chim lớn nhất trong khu rừng nhiệt đới vùng đất thấp ẩm của Carido năm 2017. Đứng thứ 9 đó là một loài chim có tên khoa học ở trên mọi người đã thấy. Là một loài chim sở hữu cho mình một cơ thể không quá nổi bật với đa phần có màu đen. Đối với chim mái thì chúng sở hữu cho mình một phần đầu và trước ngực có màu nâu. Miếng da trần quanh mắt và phần dưới cổ họng thì có màu xanh lam trông rất nổi bật. Còn đối với chim đực thì ở phần đầu và ngực thì không có màu nâu và thay vào đó là màu đen huyền bí. Các phần lông cuối đuôi ngoài cùng có màu trắng trông rất ấn tượng.
Đây là một loài chim được sinh sống ở khá nhiều nơi khu vực châu Phi, ví dụ như Angola, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, khu vực bờ biển Nga, Gabon, Ghana và còn rất nhiều nơi ở khu vực này nữa. Đứng thứ 10 đó là hồng hoàng xám Malabar. Phần mỏ của loài chim này khá dài và cong, thường có màu vàng nhạt và ngà. Ngoài ra ở bộ lông của loài chim này thì có màu xám tro. Phần lông ở trên mắt thì có một dải màu trắng kéo dài xuống sau gáy. Nhìn đặc điểm loài chim này thì khá thon gọn và nhanh nhẹn. Ở phân loài này thì còn có hai loài nữa cũng tương đối giống với loài chim này, đó là hồng hoàng xám Ấn Độ và hồng hoàng xám Sri Lanka có mỏ màu vàng nhạt. Nhìn chung thì ở ngoài tự nhiên chúng thường ăn hoa quả. Ngoài ra các động vật lưỡng cư và không xương sống cũng là con mồi của chúng. Đứng thứ 11 đó là hồng hoàng mũ cát. Về đặc điểm ngoại hình của loài chim này thì khá dị biệt, với phần đầu mỏ khá nhọn và có màu vàng cam. Ngoài ra ở phần gốc mỏ, mặt và phần cổ họng còn có màu đỏ thẫm. Bộ lông ở trên cơ thể thì đa phần có màu đen. Ở phần bụng dưới và đuôi dưới thì có màu trắng. Chúng là một loài chim thường được tìm thấy ở khu vực bán đảo Mã Lai, Sumatra và Borneo, khu vực Thái Lan và Myanmar. Chiếc mỏ của loài chim này chiếm khoảng 11% với trọng lượng cơ thể khoảng 3 kg của nó. Không giống như các loài chim khác thì chiếc mỏ sừng của loài chim này rất rắn chắc và được sử dụng trong chiến đấu trực diện giữa các con chim trống. Nhìn chung thì đây là một loài chim dị biệt và mình cũng khá ấn tượng với loài chim này. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Đứng thứ 12 đó là mỏ sừng xám châu Phi. Đây là một loài chim sở hữu cho mình một chiếc mỏ không quá to, thân hình thon gọn với chiếc đuôi khá dài. Phần đầu của loài chim này thường có những bộ lông màu trắng và đôi khi chúng dựng đứng lên. Phạm vi hoạt động của loài chim này đó là khu vực Tây Phi, bao gồm một số nước như là Ghana, Guinea, Liberia và Togo. Nhìn chung thì đây cũng là một loài chim đang bị đe dọa nặng nề bởi bị do mất môi trường sống và săn bắn. Và hiện nay thì chúng cũng đang được nuôi dưỡng và bảo tồn ở một số vườn quốc gia cũng như các sở thú. Và vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng đã kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Vừa rồi thì mình cũng đã cùng các bạn điểm qua về 12 loài chim hồng hoàng sinh sống ở Việt Nam và trên thế giới. Và các bạn ấn tượng một loài chim nào nhất thì hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Ngoài ra thì các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn nút like cũng như là đăng ký kênh. Và các bạn nhớ bật chuông thông báo để mình có thêm những động lực ra thật nhiều video kế tiếp nhé. Và bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sắp tới.